con cô bác nha. Tại em đang ở Cực Lạc Thái Bình, Tây Ninh. Đó, đang ghi hình tang lễ cao đài cho cả nhà xem. Đây là bên khu Nam, họ đạo Long Thành Trung. Quốc tinh kia là khu nữ. Đám nữ bển nó kìa, mới vô kìa. Đám nữ bển nó. Nữ bển có kìa. Mới vô luôn á, nữ nữ. Này có hai đám mà. Này có mấy đám? Hai. Này có hai hả? Wow, dễ đi lượt luôn rồi. Dạ. Cánh tôi quay nhiều nhiều lắm nha. Dạ dạ. YouTuber này, YouTube này tên vậy? Miền Quê TV. Miền Quê TV phải không? Chút nữa tôi về tôi bắt lên tôi coi. Dạ. Miền Quê. Miền Quê TV. TV TV gì cũng nói luôn. Chỉnh ra coi. Vô là đừng nói. Má này quay sao nhỏ xíu rồi. Nhỏ lên bự được không? Được anh. Má này đã nha. Thank you.
Rồi đứng lên xá ba xá bước ra. Rồi các cháu có ai vô lại ông Tiền lần cuối thì mời vô ăn. Đâu ra nè nè, có ta bước qua đây nè. Có ta bước hết qua đây. Đây. Đây đứng xa đây, đây lên chị qua. Không. Qua đây nè, qua đây nè. Chào chào. Không không. Quấn dây. Rồi tạm biệt bà con cô bác nha. Chúc bà con cô bác được nhiều sức khỏe nha. Vạn sự như ý. Đây là họ đạo Long Thành Trung. Rồi, bye bye.